khách là mình đều mất tiền đấy, chứ không phải là kéo khuôn trong đâu, như cái anh nói là kéo đến coi như là đến công tư, đồng hồ đến công tư. Còn vấn đề về này, tức là có hai việc muốn nói với này. Chẳng hạn đấy, tức là về mặt quy định là không ông nào được đòi hỏi là đòi phải nộp nọ kia. Còn như người ta đến mà người ta kéo cho bác cũng bảo tôi mời các chú chai bia. Không, không, cái không, không. Cái gì bình đấy, thường. Đấy, đấy. Thì cái quyền của các bên là tiền. Quyền của mọi người. Quyền của mọi người. Cho ăn cho uống là được. Đấy, tức là đấy là quyền. Tiền không được. Đấy, không không làm này cần quyền riêng tư của mọi người. Lúc đấy trao đổi bằng cái thế. Vâng. Thì đấy thì có cái trao đổi với bác bằng bác thì vừa đến thì có khi là vì sao anh em là trao đổi của bác cũng lâu rồi chị Hiền thì đấy thì em có cầm tiền của chị Hiền thì em được trả chị cho chứng kiến anh như vậy kiểu cái việc đương nhiên thì không đương nhiên chối cãi cái việc sai thì phải sửa chưa đúng quy định thì chị Hiền lại chưa có xóa rồi nha. Còn em sẽ phải sửa sai cái việc đấy, còn về cơ quan của anh báo cáo trao đổi với Thanh để xử lý nào cái việc cháu tên là Đăng à Hà thì họ gì Hà cháu Vũ. À, không có biết có nội dung như thế thì cũng muốn ghi lại cái nội dung. Còn cái việc mà chẳng hạn như là lúc cái anh gì bảo là ý là cách là lâu lâu rồi thì không ghi lại cái nội dung như thế để cho thôi cái đầu thì thôi cái nhưng mà qua những cái bác là vẫn còn thì đương nhiên chúng em sẽ về chấn chỉnh lại với đơn vị điện lực về cái nhà em hôm trước anh nói 3 năm nay thì mới 3 năm thì sống sống tới 4 nhà 4 5 tổ kéo đều phải dính đòn vậy. Vâng, 1 triệu đấy. Tôi sống 15. Bởi vì sao? Là vì những cái này tôi nói này, ví dụ chúng tôi mua cái đồng hồ hẹn giờ thì chúng tôi chấp nhận cái đồng hồ hẹn giờ đấy. Vì à đâu bác đâu à, vào đây vào trong nhà này đây, cái anh đang làm việc đấy. Ai Vân? Hiếu Vân là người chi tiền nắp cái đi đồng hồ này mà lấy dần khó vậy đấy. Bây giờ không bắt nếu có đơn thì bố không lấy có đơn đâu. Chuyện ngay là em thì thủ quỹ rồi cũng là trong ban không lấy có đơn được. Đúng không thủ quỹ? Vậy thì tôi có một cái tiền điện mà không có đơn. Tôi là hợp không biết là ai có biết là có cái đoàn thông tin là sang đây. À tôi cái mạng lấy thông tin nhanh lắm. À tôi nói với ông này, tôi hiện nay nổi lên nếu chống tiêu cực ở cái xã Hoành Sơn tôi là người đang đầu bảng. Công chưa giải thích tôi từ cái bầu cử cho đến vâng. Cái chất độc da cam mà công đang còn nương khuyên với tôi trong cái đợt này tôi mới làm việc. Đúng để tung tin là coi là nó nhốt về 20 triệu để coi như là chủ dừng nè. Chú ý là dừng nè. Nếu ông ủy ban cử người phát động tôi rút đâu tôi rút. Chờ nó tung cái tin lên thì mai bắt đầu tôi tiếp tục phải kiếm nghị trong gửi ai đơn tôi chuyển đi đâu. Vâng, các bác hôm nay thì chúng em ở trên công ty Nam Định thì cũng có em với cả anh là Hảo là trưởng phòng kiểm tra còn có vận trưởng phòng thanh tra cùng với Xuân cùng với điện lực hôm nay là có cái ý kiến phản ánh của bà con đây là cái việc mà năm vật thông tư là có thông tin của bà con nhân dân em có đến Nam Phát trao đổi với bác sáng nay là thông tin là nắm bắt bằng cho chị Hiền sự việc đấy là có xảy ra sai sót ở đây là anh em là vẫn sai quy định và anh em đã có lập kế hoạch xin lỗi bác chị Hiền rồi. Chúng em đang chuẩn bị xong việc thì bác chỉ nhỏ tôi đã hợp với cả có bác đến thì đấy cũng em cũng muốn nghe nắm bắt xem tình hình cái cấp điện của điện lực thì ở đây bà con nhân dân đang sao và thực hành cái việc đó là nó khó thì nhân dân về chấn chỉnh cái nhân viên của điện lực cho thể làm những cái thực hiện là sai quy định. Tức là hiện nay điện lực là cai nhiên lắp từ dây tổng đến công tơ không mất tiền mà mình vừa rồi là chi 1 triệu à? Công tơ là mình chi 1 triệu gì mà bên xóm mình là năm nhóm 50 công tơ như vậy đấy là xóm 15 vì có một công tơ nào còn mình là 1 triệu đấy là còn cái bồi dưỡng thì cũng như anh nói đấy chúng tôi bồi dưỡng thông tin cái nó ngoài đấy nhưng mà cái thu chúng tôi 1 triệu ấy thì cũng quan điểm chúng tôi là cũng như nãy tôi nói đấy kể cả điện ba pha bây giờ chúng tôi sản xuất tôi muốn kéo lại cũng phải không lắp thì lên thủ tục điện lực phải có thủ tục lên điện lực rồi. Chứ còn nếu như mà các bác mà qua những kiểu như thành phần gọi là cò mồi trung gian là
cái việc đó thì nó khó. Làm đơn chào xã, không có thể là xã hoặc là có thể là mình có giấy đăng ký kinh doanh rồi thì không phải cần đơn xã. Còn trường hợp mình không có giấy đăng ký kinh doanh thì mình phải có cái xác nhận của ủy ban nhân dân thì nên điện lực. Chứ còn bây giờ các bạn mất 5 triệu hay 7 triệu không biết là cái 5 triệu 7 triệu vào tay ông nào. Khó giờ chúng em cũng không biết được, cho nên là khẳng định bác là các bác đến được. Điện lực sẽ hướng dẫn và làm thủ tục, còn đầu tư đến công tư là các bác không có tiền. Đấy là khẳng định bác thôi. Còn nếu mà bác thì nhờ cái ông thợ điện ở địa phương nên làm một nôi nọ kia, ông lại lấy chân này. Đúng rồi, sẽ phải có một nhân trực tiếp. Có văn bản thủ tục nhưng mà lại chẳng thông qua một người ta giúp tôi chứ mình không nên cái ông thợ điện thì đương nhiên này, có khi là này như thế thì đương nhiên là nó lại oan ra cái. Rồi rồi, không. Nhưng mà thôi, cái đấy cũng là cái thông kênh thông tin để nghe về chậm nhất với cả đơn vị điện lực, là cái khâu trung gian người ta có nói là có ý kiến đấy, các ông phải chấn chỉnh ABC. Ý kiến của bác thôi. Tất nhiên là cái việc cái điều tra thì được, nhưng mà thôi cái việc cái là như tôi nghĩ là cũng như các anh nói là mình không là người trực tiếp, là mình lại thông qua một người khác người ta giúp việc. Người ta thông báo lại như thế. Thế thôi thì cái việc này mai nên thẳng thôi, mai anh nên thẳng. Mai anh bác nên thẳng. Có cái nào về mặt pháp luật thì cái đấy là có lẽ mình không đủ đảm bảo cái việc về bằng chứng, tức là ví dụ trao tiền cho người ta cái tiền đấy nó đi đâu. Vấn đề đấy là trong hồ nó là có những cái việc mà có thể là xảy ra sai sót ở điện lực thì chúng em sẽ phải chấn chỉnh điện lực, nhưng mà tôi cũng thông tin để các bác nắm bắt thì để bác thỏa đáng cái thu tiền 1.200.000 qua 1 triệu có hóa đơn chứng từ thì cái đấy thì nó lại. Vâng, thì đấy thì sẽ xử lý cái ông còn chẳng hạn như là bác bảo là đây là làm về thế mà ngồi lên. Thôi bác ngồi giữa đi. Tưởng bác đi Hà Nội bây giờ mới về à? Đang làm với cô ấy qua đây cùng đấy. Báo cáo anh Quang là mình nhóm mình này không biết là nhóm mình hay ai thì không biết, nhưng mà có cái ý kiến là anh Đoan Quang là điện lên trên tỉnh trên trung ương gì đấy là vấn đề là lắp điện phải thu tiền. Nhưng thực tế các anh đây trong ngành điện, thanh tra ngành điện của Sở Điện lực Nam Định họ mới báo Nam Định để về kiểm tra bà con xem thì nãy giờ nói chuyện đúng như thật rồi. Thế cháu kia là nó thu tiền nó vừa trả lại cô Thúy rồi. Nhưng mà cái mà tin Hiền là Thúy mà. Thế thì ý là các anh muốn đến gặp anh là vì có tên là Doãn Văn Quang báo vậy. Nhưng mà cũng vừa nãy thấy cô Hiền bảo là ông Quang bảo ông có biết chữ đâu mà ông ấy viết. Khả năng là đúng ông này chỉ có viết chữ ký thôi, ông ấy nói thẳng thế, do đó là khả năng là hôm mình cãi nhau đông đông ở đấy chắc đứa nào nó lại ý kiến lên đúng không, mà về đây thì nó là thực rồi, thì cái đấy là mình cũng cho nó là thực tế rồi, vì có hai người nhóm trưởng hôm trước ở đây là làm hết rồi, nên ý là muốn gặp anh để cho có rõ là anh có viết, anh có ý kiến lên trên ngành điện không, có thế thôi. Thế còn các bác cái này, tôi thì dùng nó là cái chữ. Nói chung quan đây họ đi không biết thì nói chung là bà con thì bầu cho vào đây, bà con tuổi già nào ở nhà thì tôi đã dừng bói cho cái dưới điện tí thì tôi cũng trách nhiệm là còn là dừng bói cho chị em anh em bà con thôi, chứ chắc là ở đây nhiều qua ngày không vừa rồi cũng cãi nhau, tôi hỏi cãi nhau to chứ đánh nhau thì tôi hỏi không mắc nữa thì thôi, không đừng mắc nữa, mà mắc là cãi nhau thì chưa có điện thì còn khu buồn xóm mà có điện rồi khu xóm vẫn làm con bà con đi thì đừng mắc nữa. Thì cái nhau to thì chắc chắn là khả năng là ai là người nói chung là mạo danh mà nói chung là viết lên mắc cái này mình lấy cái thiếu thu thì ra là chỉ có thiếu thu thôi, thì điện thoại cũng không biết ở đấy có cái số điện thoại đây tôi có dùng điện thoại đâu à, không có số điện thoại thì chúng xem là số nào đấy, cái số bán là lưu ra là gọi ra là không liên lạc được mà đúng là tôi không biết điện thoại. Thôi này cứ xác định là cho nên là anh ấy không phải viết mà anh là thành phần trong nhóm là nhóm trưởng. Anh ấy công nhận cái việc này là có như thế. Là được. Không có chú cứ phạt ngày công an ngày xã này. Không nhưng mà chú là có thật rồi. Thật rồi. Việc đây là thực tế rồi. Nhưng mỗi cái đơn đề đặt danh thôi. Không mỗi tên là không bác bảo là không đúng tên nhưng mà có thể là có người khác ý kiến mà lấy tên là bác. Rồi. Thế thì cũng không. Cứ chơi ông sắm trưởng. Thật đấy cái này. Nhóm trưởng là vừa sáng chúng em làm việc với trao đổi bác bằng với cả chị. Hiền. Chị Hiền, xong rồi có bác Lập với cả bác Hợp với cả hai bác thì người đấy thì cũng nắm bắt tình hình và chúng em muốn đợi bác Quang thì sao? Có cái thông tin là bác Quang có ý kiến đấy, chúng em muốn đợi. Ý kiến là tốt bác, không có gì à? Còn tốt. Đương nhiên là kể cả bác không ý kiến, tôi có bảo ý kiến đấy là có người nào đó mặc danh bác để không như là tên thì cũng không sao cả. Thế nên là cái sự việc nó xảy ra, cái việc đó là nó có xảy ra ở địa bàn và như sáng nay chúng em làm việc thì có là. Em này ở đơn vị điện lực là có nhận 500 ngàn của chị Hiền, chúng em đã yêu cầu là phải trả lại chị Hiền rồi. Và cái việc cái sai sót chúng em đấy về một mặt là chú đã xin lỗi chị Hiền và xin lỗi bác bằng rồi, nhưng mà chúng em sẽ về xử lý việc đơn vị chúng em.
không có vấn đề gì cả, chứ không có gì, chỉ ngại đến là phiền các bác, mất công mất việc. Không có sao. Thế thôi. Về chỗ nhà ấy, nhà thiệu xong rồi bán lâu, thời gian lâu nó để nặng nhặng chỗ bán hàng, đợi lâu. Thế thì như vậy, thế thì bác chúng em nhận được cái đơn của cái ý kiến của bác Quang mà, thì coi như cái buổi hôm nay là không biết thực hư nào, nhưng mà đến cứ gặp bác Quang này, nhóm trưởng Quang là đấy, thì đúng chính thần bác Bằng có nói là chúng tôi được cử ba nhóm là bác Quang với cô Hiền, Quang với bác Bằng, cô Hiền, bác là nhóm trưởng, có nhóm phó bác thủ quỹ mà giao cho cô Hiền là làm thủ tục đi mua bán điện để các việc ở trong giao dịch, là cô Hiền là có nhận là giao tiền cho anh này và cái việc ngân hàng đấy là khẳng định rằng anh ngân hàng tiền cho họ tiền 500 ngàn, thế thôi là xong cái việc của đấy, nên là chân thật chính là bác xác nhận cho, còn sai sót nào thì chúng ta sẽ về đơn vị điện lực. Đấy là xong, tôi muốn cái đồng hồ là mất 4 triệu. Vâng, cái việc đấy. Hôm đấy thì mai nhóm họ ý kiến sau cái là cũng thông báo cho để đoàn biết về để báo cáo giám đốc. Đấy. Thì cái việc là cái tinh thần. Vâng, còn cái việc mà đấy là có thu tiền ở đây là không phải là có một người mà rất nhiều ý kiến là có nhưng mà thôi rồi. Như nêu nói là bác cứ lên trực tiếp phòng điện lực sẽ phải giải quyết. Còn nếu mà bác mà khoan qua cái câu ABC thì bác sẽ biết cho điện lực. Tôi biết rồi. Vì việc có những lúc tôi điện báo sửa là công không xuống là tôi phải điện lên tỉnh. Cứ hóa đơn từ điện lên tỉnh, tỉnh biết điện xuống đây bắt đầu đi cứ đây. Vậy bạn ấy là bắt đầu tôi có phải từ điện đến đây rồi đấy, cái việc bắt đầu là trong cái người thông thông suốt không, thực ra nói tôi là dân thôi nhưng mà tôi đi chung như thế này nói thực sự như là bác sửa chữa, bác ấy 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 sửa chữa, bác không cũng phải nên chấn chỉnh lại cho sau trong sạch. Dạ, 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 dạ. Tôi nhiều lần tôi không được, tôi phải điện với tỉnh. Trong tỉnh cái điện xuống trạm văn trạm mới cử rồi. Cái máy điện thoại của em thế điện bao nhiêu lần không đấy, một 2-3 năm nay vẫn trả cước thuế. Đấy cái việc nó không được điện đến tỉnh, tỉnh nó bắt nó xuống sửa. Chị Hà ơi, mấy bác Quang với cả bác bằng biết bác hợp thì đấy là cái sự vụ thì nó xử nghiệp ra là nó có xảy ra cái vấn đề là có sai sót rồi anh em. Dạ. Anh em nó xin lỗi mà nó trả tiền lại các bác rồi. Dạ. Thì cái việc mà sau các bác nó có cái gì nó liên quan đến các mua bán điện để sửa chữa thì mời các trực tiếp điện lực. Dạ. Khi anh em thợ dịch vụ và dạ. Làm là người ta có những cái làm nó không chuẩn. Dạ. Cáo anh em trình ký đây nhé. Thì cái này là trực tiếp đến cá nhân Hà. Cái này anh em về báo cáo giám đốc thôi, vì cái này là nó đang cũng vậy đấy. Kiến nói về nói liên quan đến thi đua bạn ơi. Được rồi. Thế thì cảm ơn các bác là cái sự vụ đấy là thôi nó có hai cái sai, là sai là anh em sai tiền sai quy định và thứ hai là anh em đã giả lại cái tiền nó cho chị thôi hiền. Không có vấn đề gì cả. Vâng. Chúng tôi cốt là làm sao để cho đấy. Thì sau còn này. Cái đấy thì là cái việc mà chúng em sẽ về xử lý chỗ
Cảm ơn. Còn lúc ấy là đợi bác Quang lâu quá, không biết cái số điện thoại giờ em gọi không đi làm được. Người cãi nhau lắm. Có thể là một người ấy. Tôi nói này, đã nói là không sợ mà đã sợ là không nói. Đối mặt. Tôi đã chơi là tôi chơi đối mặt, kể cả công an huyện. Tôi đối mặt tôi không ngại gì. Anh nói với tôi là bằng pháp lý. Cái hôm nay mình đấy đâu cãi nhau đúng không? Mẹ chắc ba người mà cãi nhau cũng chẳng có bãi, tôi bảo thôi cô mày đừng kéo điện nữa. Bỏ đi. Thôi đến giờ là cũng là hôm nay là đến đây thì thấy hôm nay này ngon rồi, có gì đâu. Nó đặt xong điện cho bà con nhân dân ở. Không, chúng tôi là chủ nhật chúng tôi kéo mà. Bạn ấy về đó, chú ấy kéo đồng hồ cũng thôi cho mình rồi bác ạ. Kéo sáng nay rồi. Sáng nay kéo rồi. Tốt quá rồi, tôi về kia cuối cùng là xe cũng xong, tôi về là trước khoảng 15-20 phút đấy. Nó cũng xong là phải vá chú hỗ trợ. Sao chú ấy, sao nhất các bác ấy, có cái phụ đại là cái gì, có cái rõ ràng vấn đề. Đấy, còn vấn đề bây giờ nhá, bây giờ là có cái việc mà tại sao mà nói thì nhân viên là điện được keo thủy là sai rồi, nó sai rồi là tội hay không, giờ là tội lặng hay không do các phán xét, nó có hai việc nên là tôi kể ra mà nói thì thực ra nó không đáng cái gì cả. Đấy nhìn xóm tôi là công vì nó liên quan đến một ông khu trưởng, một ông chủ quỹ, công bảo thôi thì thôi, đấy là ta rút cái kinh nghiệm mà cũng nắm bắt được cái ấy để mà làm ấy thôi, chứ thực ra nói là cay đối giờ dăm trăm bạc thì nó không phải là to. Nhưng mà rồi tự nhiên là rồi nó ảnh hưởng đến công việc. Rồi đấy các anh cũng rút ra cái bài học để mà kinh nghiệm để làm xong làm cho nó tốt. Lòng dân người ta nó đấy, không có tin thì thôi. Chứ bên này công đóng chưa bằng chúng tôi chứ, nhà tôi bỏ ra hơn 5 triệu bạc kéo cái đường điện dòng đấy. Vâng, chứ nó góp như bác Bằng luôn, bác Bằng cũng vậy đấy. Tự bỏ tiền nhà ra, đóng vào thêm đấy, cái, khi mà cái lòng dân nó lớn đã mình không dẫn được tốt rồi mà cây như vậy là cây giải tỏa, mang máy cưa về cây xanh to như cổ đùi thì cưa hết đấy. Cách cột điện ra mấy mét rời núi nước biển để được mà đấy, nó phải đồng thuận, đồng thuận với nó mới dân nó mới thế nào. Thì em cũng có cái ý kiến với các lãnh đạo với các anh như thế này, thì đúng là cái sự việc xảy ra như thế này em cũng là bất ngờ, không biết gì đâu. Em suốt từ sáng giờ chúng tôi là không có cái gì thường ở ngoài đồng, thì khi nhận được quần áo nãy nó còn bẩn cơ, về khi nhận được cái điện của bác Bằng hỏi là cô đang ở đâu về xem các chú đang mắc điện, thì thật sự thì em rất là mừng. Tiếm trước thì các chú bảo là đang vẫn công việc có gì thì 8 giờ mắc rồi, mắc xong rồi chị thông cảm, thì có khi treo tạm nhà ai, thì đúng là sáng giờ em có mấy chục con vịt nó sỏ gần đồng, nó đang 20 quả. Thì khi mà bác Quang đến lấy cái búa thì em có bảo Quang là bây giờ em tìm được thợ mất điện rồi, một tí thì lại có công tơ quá mừng rỡ. Thì khi nhận được điện bảo là bác Bằng bảo thì cô ra đây có điện được cậu đến có việc tí, thì em cũng là em ra thì em đang nói chuyện cái bóng điện với cái bác đằng sau, thì thấy các lãnh đạo về thì em cũng ngạc nhiên không biết gì. Thì đến đây thì bảo là có một cái thông tin là bác Quang đưa lên trên đấy bảo là thế nọ thế kia, thì em cũng thích ngờ. Thứ nhất là em biết là bác nghe mọi người bảo bác không biết chữ, còn hôm nay thì em biết thật sự là đúng là bác không chỉ ký chữ Quang nhưng bác cũng không biết chữ Quang. Quang này em thật sự hôm nay em dạ cái này em nào thứ hai này em tiếp xúc với bác một thời tí vợ đi thì tạm liên quan đến cái việc này thì bác không có điện thoại không biết tôi mà bác cũng không nghe điện thoại không dùng bao giờ, mà hôm nay mọi người cũng lấy đảm bảo bác Quang em nên ngờ đấy, em đã hỏi này đấy nên đúng cho đúng không, số nhưng mà em đã hỏi anh là họ về đây đúng rồi, thì mình cho chị hiểu rồi. Hôm trước bác họ có ý kiến mà đây nhá, giấy tờ không có giấy tờ như nào việc thủ quỹ cho mấy chục số điện thoại cho số máy này mà thưa bác này anh Bằng cô Hiền này 61 rồi đấy, thì tôi là các bạn biết rồi chứng từ thôi, cái việc đó là chúng sắp lại thôi, thì không có gì mà nó dài không có nữa, cái này có những cái này tôi bảo thôi kể ra nói thì thực ra nói như chú cây này giờ cao đánh trái thôi, cái này là cái này cháu nó rút kinh nghiệm, cháu nó rút kinh nghiệm, cháu rút kinh nghiệm giờ vậy nhá, giờ báo cáo bác Bằng với cả bác Quang với cả chị Hiền ấy, tôi giờ đấy là các bác cũng là nhân đạo rồi nhá, đấy thôi lần sau là bây giờ như vậy thôi, cái mặt việc thì bây giờ là các bác là cũng muốn là cho em nhẹ đi đấy, nhưng cái việc mà sai này thì chúng em khẳng định là có sai. Thôi bây giờ đến vậy thì coi như là chúng em đã làm việc xong với ở cấp điện lực công ty, và chúng em làm việc xong với các bác là sự việc thế. Bây giờ bây giờ phải chỉnh anh điện lực, anh sẽ viết một cái biên bản làm việc với cũng nội dung như thế, nội dung những vấn đề của lực lượng điện lực, thì cái tiền 500.000 đồng đó không phải là em vòi, thì chúng đây là cái tội này, chúng ta tội là vòi đức.
Bác ạ, thì đây là coi như là thì coi như là chị chấp nhận là chị bảo ở đây là tôi bồi dưỡng cho chú và giờ chú trả lại thì thôi, cái tội thì đi thôi, chú không thoát được tội, khẳng định các bác bằng là không thể thoát được tội, là có công việc khách hàng nhá. Chú biết là chú đây thì đấy khẳng định không biết, ông Trình phải biết. Về về họp Hà Nội chứ, về cơ quan họp chứ đâu về biết. Về họp và viết biên bản làm việc Hà Nội chứ không phải tổ điện ra ngồi cả đấy họp hành một kiểm điểm Hà Nội. Đấy nhá, đâu không phải làm đơn giản đâu. Đâu cơ quan mà. Thì bây giờ thì cái việc thì cái này cũng không biết là do ai thì có thể họ không, nhưng mà người ta nói cho nên là mình công nhận rồi. Nói vậy là mình thấy rồi. Để cho nó giảm nhẹ tôi đi, đóng lại các bạn. Nghĩa là em nói thì thôi đấy, làm phiền các bác tính được thôi, bác làm phiền bác bằng với cả bác Quang với cả chị Hiền tí đấy, anh phải viết vào cái nội dung như thế là có sự việc như vậy, và coi như cái việc mà cầm tiền của chị Hiền nên là do chị Hiền tự nguyện của trước đây cầm hút nhá. Thế để coi như là đấy là các bác xin nhẹ cho các anh đấy, mà cái này là không phải là chỉ có một thằng Hà đâu. Đây bút đây, anh viết đi, anh viết nội dung đấy. Cái việc đó thì đã nhận rồi, nhận thấy sót rồi, chứ không cháu là trong ngại là không cần đến cãi chống đối thì sao viết cái này thì văn bản về cơ quan làm việc luôn đi, vì không cái này thì không. Tức là không, tức là cái góc độ đấy là có điện lực, tức là báo cáo là chúng em là trên công ty thì em về nữa, điện lực làm việc luôn đi đấy, điện lực là muốn là tranh thủ lên thì tranh thủ lên, còn công ký là mấy chữ đấy, các bác phải về cơ quan không, cơ quan về cho mấy ông này về điện lực nữa thì nó đi nhờ xe về đón ra đây mà chúng em mà đón ông bác sợ là phải cơm nước thì không phải, nhưng mà cái việc của nội bộ không phải làm nội bộ, không muốn để dân, tức là muốn làm chứng làm dân vâng đấy, xử lý nội bộ liên quan liên quan cái nào đây cho bằng không nói vậy thì để cái này là xử lý nội bộ không cần đâu, đừng có nói nhiều đây, mỗi người mỗi ý, đấy là nguyên tắc làm việc tôi làm quen rồi, thanh tra quen. Không có gì là xin các bạn, còn trước các anh về cơ quan anh họp, con quay lại làm việc. Biên bản đã ký rồi mà. Vâng vâng. Chào các bạn. Vâng. Thôi nhá. Cảm ơn các bạn nhé. Công việc này các cháu chú ấy cảm ơn chị Hiền nhé. Anh nhận qua nhé các bạn. Trên điện thoại là hình dung được anh là một người cực kỳ luôn đấy. Nói đấy. Mà nó bảo đây, nó bảo là nếu ấy thì nếu gần đây thì là 2009 là đây chúng em giải quyết được, nhưng mà nếu lâu quá chúng em giải quyết được. Ông Đạt đây là kia là làm từ 2009 rồi, nó bảo xa quá rồi, chứ còn gần đây thì chúng em vẫn giải, chúng mất thực hiện chúng em rồi. Nó bảo mất thực hiện chúng em thật chứ rồi. Vậy nên là cái việc đấy là anh cứ về anh theo ý bà con, chứ còn kia với hai ông này ông làm vậy người ta giả là nào. Ông Thọ đưa đất ông Thọ làm bảo vệ cho ở trạm điện lực này còn tôi nói mình kéo toàn cả 7-8 triệu kéo điện ba pha, còn dây mình phải chịu. Em 5 triệu đây. 7 triệu mà dây mình chịu. Ông bây giờ 5 triệu còn đâu nó mới kéo trong thì nỗi ông nhé. 3 năm là 5 triệu. Điện ba pha ấy. Ba pha đấy. Thế bây giờ ông kéo bây giờ ông sướng còn đấy. Rồi không, mình nắm được kỹ thuật rồi chứ. Thuật. Cái điện đến tỉnh chứ không quay mấy nữa. Đơn đơn đâu, đơn là trả điện. Thằng tỉnh cũng không thua. Đây thì thằng trung ương của mình nó về nó giao thằng này này. Nó bảo này, trung ương điện về là cho em phải kiểm tra bằng được cái việc này. Thì bác giúp em cứ nói có gì bác nói thật, bác tới chí chuyên nó thật đấy, tức là dối. Về sau Hiền Thúy nó là người đi chi tiền, đúng là đòi 1 triệu, nhưng nó bảo thôi nó có 500 nó bồi dưỡng cho tôi, nó chả biết ông nào. Đấy, thì thằng kia tội nghiệp, thằng Trịnh này nhà giàu lắm, chú cầu cho Hà này giàu lắm. Này là nhà nó ăn cả vào cái thằng này chịu tội. Rồi như thế. Còn cái thằng này này, cái thằng này có mặt thằng Trịnh đấy, thằng có mặt đây này, thằng Trịnh bóng danh này, tiền nó nhiều lắm. Nhà nó có cho Hà Đạt vào bảo đây, thằng này nhà giàu lắm, vài bạn này tiền toàn kia thì thu. Không, nó vậy nó biết giàu. Nó cứ thằng nào cũng 50 triệu đi làm cho cái... Không vậy, nhưng mà thằng bé này chắc chỉ được đôi trăm thôi. Còn hội kia vậy nó nếm hết. Phải là... Nó phải về và báo cáo với cái tổ của nó. Thu của cái nhóm này được bằng này tiền. Không, tổ không được mà phải phòng kinh doanh.
thằng đấy là nằm ở bên phòng danh mà đấy thì bằng đấy chứ cái bọn đi thợ điện không biết gì, nắp điện không biết gì à. À, nó có thằng Minh Anh nó bây giờ nó giáng chức không, nó không cho làm phòng kinh doanh, nó chuyển sang làm bên bình thường, đấy. Vì thôi mình cứ bỏ là... thôi tội nó, mình chẳng phải nó ăn, nhưng mà nói như vậy là các cậu gia đình ấy. Ông kia ông thế mà, ông Trình ngồi đây là ông là trưởng phòng kinh doanh, ông biết thì